Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, mới đây trong dự thảo luật tư pháp người chưa thành niên, tòa án nhân dân tối cao đề xuất giảm mức phạt tù với người dưới 18 tuổi phạm tội trừ trường hợp thực hiện các hành vi liên quan đến sát hại người, hành vi đồi bại hoặc sản xuất trái phép ma túy. Theo đó, hình phạt tù cao nhất đối với người đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi giảm từ 18 năm xuống 15 năm tù. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội giảm từ 12 năm xuống 9 năm tù. Dự kiến tờ trình sẽ được tránh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trình bày vào chiều ngày 6 tháng 6. Đây cũng là lần đầu tiên dự án luật này được đưa ra thảo luận tại kỳ họp 7 Quốc hội khóa 15. Lý giải về đề xuất trên, Tòa án Nhân dân tối cao cho hay người chưa thành niên thuộc nhóm đối tượng, chưa phát triển đầy đủ về thể chất, tình cảm, nhận thức, thiếu kiến thức xã hội, pháp luật, hành động cảm tính, bốc đồng, manh động, khó kiểm soát cảm xúc, đây cũng là nhóm dễ bị tổn thương trong xã hội cần được bảo vệ và chăm sóc đặc biệt, nhất là trong hoạt động tư pháp hình sự. Trong khi đó, quan điểm xử lý người dưới 18 tuổi phạm tội tại Việt Nam vẫn còn nặng nề răn đe và áp dụng hình phạt, chưa xác định việc trừng phạt chỉ nên được sử dụng như là biện pháp cuối cùng, chưa chú trọng tạo cơ hội cho người chưa thành niên phạm tội sửa chữa, cải thiện hành vi. Theo toán nhân dân tối cao, việc giảm mức phạt tù với người dưới 18 tuổi phạm tội như đề xuất tại dự thảo sẽ khắc phục được hạn chế nêu trên, đề cao tính nhân văn. Tuy nhiên, để không làm mất sự nghiêm minh của chính sách hình phạt, dự thảo quy định năm tội danh nếu người dưới 18 tuổi thực hiện thì không được giảm mức phạt tù sẽ áp dụng như quy định hiện hành tại Bộ luật Hình sự năm 2015. Những tội này gồm sát hại người, hành vi làm chuyện đổi bại, làm chuyện đổi bại với người chưa đủ tuổi thành niên, làm chuyện xấu, người đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, sản xuất trái phép chất ma túy. Ngoài đề xuất giảm mức phạt tù, dự thảo luật tư pháp người chưa thành niên còn bổ sung điều luật về hình phạt cảnh cáo cho người dưới 18 tuổi phạm tội ít nghiêm trọng, nghiêm trọng do vô ý và có tình tiết giảm nhẹ nhưng chưa đến mức miễn hình phạt, đồng thời giảm thời gian thử thách khi được hưởng án treo xuống không quá 3 năm. Dự thảo còn đề xuất mở rộng đối với người chưa thành niên từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi. Nếu có tài sản riêng, thì cũng có thể áp dụng hình phạt tiền hoặc cha mẹ, người thân thích của người chưa thành niên có tài sản và tự nguyện thực hiện. Mức tiền phạt không quá một phần ba điều luật quy định. Một nội dung quan trọng khác tại dự thảo luật là quy định về xử lý chuyển hướng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội, áp dụng với các trường hợp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tòa án nhân dân tối cao đề xuất 12 biện pháp xử lý chuyển hướng, gồm khiển trách, xin lỗi bị hại, bồi thường thiệt hại, tham gia chương trình học tập, dạy nghề, tham gia điều trị và tư vấn tâm lý, thực hiện công việc phục vụ cộng đồng. Cùng với đó là cấm tiếp xúc với người có nguy cơ dẫn đến người chưa thành niên phạm tội mới, hạn chế khung giờ đi lại, cấm đến địa điểm có nguy cơ dẫn đến người chưa thành niên phạm tội mới. Ba biện pháp còn lại là giáo dục tại xã, phường, thị trấn, quản thúc tại gia đình, giáo dục tại trường giáo dưỡng. Thưa quý vị, việc xử lý người chưa thành niên vi phạm pháp luật đang được sửa đổi hướng tới các biện pháp nhân văn phù hợp với tâm lý lứa tuổi nhưng vẫn đảm bảo được tính nghiêm minh của pháp luật. Thời gian gần đây, tội phạm chưa thành niên tăng về số lượng, mức độ, thủ đoạn phạm tội cũng diễn biến ngày càng phức tạp, tinh vi, hành vi ngày càng manh động theo thống kê sơ bộ, trung bình mỗi năm cả nước có khoảng 13.000 thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, tỷ lệ gây án ở tuổi vị thành niên là 5,2%, đối với người dưới 14 tuổi 24,5%, đối với người từ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi và 70,3% đối với người từ 16 đến dưới 18 tuổi. Hầu hết người chưa thành niên thường chưa phát triển đầy đủ về thể chất tinh thần nên chưa thể tự bảo vệ mình một cách tốt nhất. Do đó, xây dựng hệ thống tư pháp đối với người chưa thành niên như thế nào, đảm bảo nhân văn, giáo dục hiệu quả là vấn đề được nhiều đại biểu quốc hội quan tâm khi dự thảo luật tư pháp người chưa thành niên đang được soạn thảo. Thực tế chính sách pháp luật đối với người phạm tội ở độ tuổi dưới 18 tuổi đã theo hướng khoan hồng nhân đạo hơn, tạo điều kiện, cơ hội sửa chữa lỗi lầm. Tuy nhiên, một số đối tượng phạm tội lại coi đó là kẽ hở, cố ý lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm. Cùng với xu hướng trẻ hóa các loại tội phạm và sự gia tăng của tội phạm chưa thành niên, việc xem xét hệ thống tư pháp đặc biệt đối với những người phạm tội ở lứa tuổi này cũng là vấn đề đặt ra bởi người chưa thành niên thường chưa có sự phát triển đầy đủ về thể chất và tinh thần. Tại hội thảo lấy ý kiến dự thảo luật tư pháp người chưa thành niên có sự phối hợp của cơ quan phòng chống ma túy và thực thi pháp luật quốc tế, quỹ nhi đồng liên hợp quốc Bà Leslie Miller, phó trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam nhấn mạnh, người chưa thành niên là nhóm dễ bị tổn thương trong xã hội, do đó không áp dụng hình phạt tù giam mà sử dụng các biện pháp dựa vào cộng đồng. Để triển khai cách tiếp cận này, chúng ta cần có lực lượng nhân viên công tác xã hội và nhân viên phụ trách tử pháp người chưa thành niên. Ở Việt Nam, hiện chưa có lực lượng nhân viên công tác xã hội này ở cấp huyện và xã. Đây sẽ là những người hỗ trợ, hướng dẫn, đồng thời giám sát quá trình thực hiện các biện pháp hướng tới thực thi một quy trình tố tụng thân thiện để tránh tạo ra những tổn thương mặc cảm giáo sư tiến sĩ hoàng thế liên hiệu trưởng trường đại học chu văn an nguyên thứ trưởng thường trực bộ tư pháp cho rằng nhiều thủ tục tố tụng hình sự thực sự chưa đảm bảo lợi ích tốt nhất cho người chưa thành niên hệ thống hình phạt đang áp dụng chưa phù hợp với đặc điểm tính chất hành vi phạm tội của người chưa thành niên với tính chất là một đạo luật chuyên biệt về tư pháp người chưa thành niên dự thảo luật điều chỉnh đồng bộ cả các biện pháp xử lý chuyển hướng hình phạt và thủ tục tố tụng hình sự đối với người chưa thành niên. Trưởng ban công tác đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thành đồng tình giao cho tòa án xem xét quyết định thông qua thủ tục tố tụng của tòa trên cơ sở phiên họp công khai do tòa án tổ chức với sự tham gia của người chưa thành niên phạm tội và đại diện cho các cơ quan tổ chức liên quan sẽ giúp người chưa thành niên nhận thức rõ hành vi vi phạm của mình. Sau khi nghe ý kiến trao đổi đề xuất có liên quan thì tòa án sẽ quyết định biện pháp xử lý chuyển hướng phù hợp nhất với người chưa thành niên. Quy định như vậy cũng tương tự như thẩm quyền của tòa án trong áp dụng một số biện pháp xử lý vi phạm hành chính. Các biện pháp xử lý chuyển hướng đối với người chưa thành niên phạm tội được đưa ra trong dự thảo gồm khiển trách, xin lỗi bị hại, bồi thường thiệt hại, tham gia chương trình học tập dạy nghề, tham gia điều trị và tư vấn tâm lý, lao động công ích cấm tiếp xúc, hạn chế khung giờ sinh hoạt, đi lại, cấm đến một địa điểm nhất định, giáo dục tại xã, phường, thị trấn, quản thúc tại gia đình, giáo dục tại trường, giáo dưỡng. Các hình phạt được áp dụng gồm cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, tu có thời hạn, không áp dụng án trung thân tử hình. Về thi hành án, phạt tù và tái hòa nhập cộng đồng, dự thảo luật quy định người chưa thành niên được giam giữ tại trại giam riêng cán bộ quản giáo phải có trình độ được đào tạo am hiểu tâm sinh lý của đối tượng người chưa thành niên, đảm bảo quyền được học tập đầy đủ của người chưa thành niên. Dự thảo luật cũng bổ sung quy định việc xét tha tù trước thời hạn có điều kiện cho người chưa thành niên phải thực hiện bất kỳ thời gian nào trong năm, rút ngắn 1 phần 2 thời gian được xóa an tích. Quy định doanh nghiệp tổ chức cá nhân không được phân biệt khi tuyển dụng, bổ sung nhiều biện pháp tái hòa nhập cộng đồng khác với ý kiến không nên quy định về hình phạt và thủ tục tố tụng thân thiện trong dự thảo luật tư pháp người chưa thành niên, tranh án Tòa Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cho rằng, nếu không quy định hình phạt và tố tụng thân thiện trong dự thảo thì không hình thành được bộ luật về mặt tư pháp. Nguyên tắc xử lý với người chưa thành niên không hướng đến mục tiêu trừng phạt mà thay vào đó là các biện pháp mang tính khoan dung hơn, mang tính giáo dục, cải tạo, phục hồi, chuyển hướng hòa nhập cộng đồng, từ đó cảm hóa hướng thiện, giúp người chưa thành niên sửa đổi lỗi lầm của mình, phát triển lành mạnh và trở thành công dân có ích cho xã hội. Đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.